Mẫu chuyện tiếp theo, xuất nửa chưa. Có lần Đức Thầy dắt ông Ngô Ngọc Chơn và vài vị tín đồ đi viếng núi Cấm. Đoàn hành hương đến chùa của sư Đức Minh vào buổi chiều. Trong chùa đang lo việc công phu, mấy người trong đoàn cũng vào chùa lễ bái, còn Đức Thầy ngồi nghỉ bên ngoài. Hồi sau sư Đức Minh ra tiếp Đức Thầy, qua vài câu xã giao, ngài hỏi sư Đức Minh: "Các ông trong chùa đang làm gì vậy?" Nhà sư đáp: "Dạ, làm công việc của tăng sư hai buổi công phu sớm chiều." Nghe trả lời xong, Đức Thầy hỏi tiếp: "Ông sư có thể nói về ý nghĩa chữ công phu cho tôi nghe được không?" Ông sư trả lời vẻ rất dễ dàng: "Đó là công việc cúng lạy của các tăng ni hai buổi sớm chiều thường ngày." Đức Thầy ôn tồn giải thích: "Công phu đâu chỉ là như vậy đâu ông." Rồi Đức Thầy chỉ tay xuống đám ruộng phía dưới triền núi, nói tiếp: "Ông nhìn mấy đám ruộng dưới triền kìa, người ta đâu chỉ canh tác một hai lần, mà phải xuyên suốt từ khi cày ải cho đến khi thu hoạch. Thì người tu cũng thế đó. Trong đời tu hành phải cố gắng siêng năng hành trì cho đến khi đạt thành kết quả." Rồi Đức Thầy lại hỏi: "Ông xuất gia được bao lâu rồi?" Sư đáp với vẻ rất tự hào: "Từ ngày tôi xuất gia đến nay đã 40 năm." Đức Thầy lại hỏi tiếp: "Vậy trong thời gian 40 năm ấy đến nay, có lần nào ông xuất nữa chưa?" Chẳng hiểu nhà sư có lĩnh hội được câu hỏi hay không, hay là lý do gì mà ông chuyển qua nói chuyện khác. Còn mọi người có mặt đang mong chờ câu trả lời cũng đành rơi vào khoảng lặng, và Đức Thầy cũng không nhắc lại câu hỏi ấy với nhà sư. Theo ông Xã Lê Công Bộ, Châu Đốc. Phần luận giải: sự hỏi han của Đức Thầy với vị sư nơi núi Cấm không chỉ thuần là câu hỏi xã giao, mà là đưa ra bài học mới nữa. Từ khi ông xuất gia lúc còn rất nhỏ, bởi khi đó ông nói đã xuất gia 40 năm rồi, ông đã rời bỏ đường tục lỵ để theo đường tu. Đấy chỉ mới là xuất gia theo nghĩa hình thức, chỉ khác cách sống, chỉ thế phát mặt nâu sòng. Mọi cái cơ bản khác vẫn chịu chung một môi trường như người thế tục. Thế rồi qua 40 năm, ông có được xuất một lần nào nữa chưa? Tức ông có được xuất ly trần ai, xuất ly tam đồ khổ, xuất ly tam giới, vân vân. Bằng như người tại gia sống đời bình thường, không phải xuất gia, nhưng họ lo tu nhân, tác phước, niệm Phật, kiên trì. Ngày lâm chung của họ là được xuất ly cảnh trần ai tạm giả, được giảng sanh về cõi tịnh. Còn mang hình thức xuất gia lâu năm mà không xuất thêm một lần nào nữa thì vẫn còn buộc ràng trong cõi tạm, chưa được xuất ly dòng khổ não vậy. Người ta thì mong chờ câu đáp của ông sư, chớ Đức Thầy thì rõ biết ông đang ở đâu và xuất thêm về đâu, hay chỉ giữ mực xuất gia. Thì trở lại vấn đề ấy, chỉ thêm ái ngại cho người đối thoại với ngài mà thôi. Chuyện... Mẫu chuyện tiếp theo, hạ thừa hay thượng thừa. Vào khoảng mùa xuân năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy có một lần đến thuyết giảng đạo pháp tại xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, Long Xuyên. Hôm ấy có nhiều người trí thức, các bậc túc nho và rất đông tín đồ đến dự thính. Sau giờ thuyết pháp, mọi người tản ra về, chỉ còn một ít người còn nán lại để hỏi han thêm nhiều vấn đề đạo đức với Đức Thầy.
một người trong số đó đứng lên hỏi: "Thưa thầy, hiện giờ ở núi Cấm có hai nhà tu, một là nhà sư và một là ông đạo. Vị nào cũng có chùa riêng, có đệ tử hầu hạ và cung phụng đủ mọi tiện nghi vật chất. Nhưng vì tranh giành ảnh hưởng và giành quy tụ khách thập phương mà hai bên tỉ hiềm nhau, họ bêu xấu chỉ trích lẫn nhau, có lần còn dùng võ lực để thanh toán nhau nữa. Chẳng biết họ tu theo môn phái nào mà còn hành động như vậy?" Đức thầy ôn tồn đáp: "Vậy là họ còn tu theo hạ thừa." Người ấy hỏi tiếp: "Bạch thầy, còn thầy dạy chúng tôi tu như thế nào?" Đức thầy liền đáp: "Các ông tu theo thượng thừa." Bây giờ có một người khác đứng lên nói: "Tu như thế nào là hạ thừa và tu như thế nào là thượng thừa, nhờ thầy giải thích cho chúng tôi được hiểu." Ngài giải thích: "Bởi lòng muốn lợi dưỡng riêng mình nên người ta tìm nơi thuận tiện để xây cất chùa am." Bài kế tiếp tìm hiểu về tình và tưởng. Xưa tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Dương Xá, trước đại chúng, Đức Thế Tôn nói với trưởng giả cư sĩ Diệu Nguyệt rằng: "Tất cả chúng sanh sự sống chết nối liền không dứt, khi sắp mạng chung, các nghiệp lành dữ trong đời hiển hiện rất rõ ràng và sẽ đi vào luân hồi những cảnh giới sau đây. Chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên, hóa sinh nơi các cõi trời. Nếu thuần tư tưởng lại, gồm cả phước huệ và tịnh nghiệp, thì tự nhiên tâm trí khai mở, được thấy mười phương chư Phật, tùy nguyện lực mà vãng sanh về tịnh độ. Chúng sanh nào tưởng nhiều tình ít, sẽ vào hàng phi tiên, bay đi nhẹ nhàng, khác nhưng không xa như hạng thuần tưởng. Chúng sanh nào tình tưởng sẽ sinh vào cõi người, vì tưởng thì thông sáng, tình thì mê tối. Chúng sanh nào tình nhiều tưởng ít thì sanh vào cảnh giới bàn sinh, tức là súc sinh. Nặng thì làm thú chạy, nhẹ thì làm chim. Chúng sanh nào bảy phần tình, ba phần tưởng sẽ đọa vào ngạ quỷ, chịu đói khát nóng bức trải qua 100.000 kiếp. Chúng sanh nào chín phần tình, một phần tưởng sẽ đọa vào địa ngục. Nếu nhẹ thì đọa vào địa ngục hữu gián, nặng thì đọa vào địa ngục vô gián, tức là đại địa ngục. Do đó, ngoài cái tâm thuần tình, lại thêm các trọng tội như hủy giới cấm, khinh bán kinh đại thừa, thuyết sai giáo pháp, tham đắm của tính thí đàn na, tức là lạm dụng sự cung kính, lại phạm vào năm nghịch mười ác, sẽ chuyển sinh vào các cảnh giới địa ngục vô gián khắp mười phương. Trích Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cháu biết không, hồi nào tới giờ bắt lửa thầy quá lửa, nên khi nghe Đức Thầy nói câu "phải thầy phải trò rồi, ráng tu đi để giúp đời", bác thấm lắm mới quy y vào đạo. Theo đạo một thời gian thì đạo giáo bị nạn. Bác qua khỏi tai nạn rồi, bỏ hết nhà cửa ruộng vườn lên chắc cà đao Long Xuyên kiếm việc làm. Bác đi ghe gặp cướp, nó bảo lột đồ hết ra. Dưới ghe ai cũng còn cái áo cái quần. Lúc đó bác chèo ghe có cái áo sơ mi cũng bị nó lột luôn, đành ở trần chỉ còn cái quần cục. Bác đi làm mướn, kiếm gạo ăn mà không đủ, vì bác làm dở. Tại hồi đó tới giờ bác đâu có làm gì đâu, nay làm dở thì người ta đâu có mướn. Gia đình bác từ miệt dưới lên nên càng cơ khổ hơn. Ban đêm bác và đứa em trai út phải lên nằm sát mé lộ, chỉ chừa đường cho người ta đi. Ngủ cũng không có cái gì để đắp, lạnh hết sức là lạnh. Gặp mấy lúc trời mưa, đêm thì chạy vô hàng ba nhà người ta ngồi đỡ.
chờ hết mưa thì trải chiếu thí lên đất bùn nằm ngủ đại. 6-7 năm sống như vậy mà sao bác không thấy buồn? Lúc đó hoàn cảnh xã hội đảo điên lắm, ban ngày thì khác mà ban đêm thì khác, không biết ai là người tốt và ai là kẻ trộm cướp nữa. Họ thấy mình nghèo quá, họ không dám cho đậu ghe ở xóm họ nữa. Vì vậy bác trôi nổi đây đó đặng mần ăn lây lất qua ngày, nhưng vẫn không quên mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cho dù khó khăn gian khổ cũng cố gắng vượt qua sự thử thách của thế sự. Thế nên ngày ngày trong sự thế đối nhân vẫn thực thi đúng tôn chỉ học Phật tu nhân. Nguyễn Tấn Lợi, trích tự truyện của bác Sáu Viên. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Trích trong Sấm Giảng quyển 3,